Hello guys, it's me again. I'm Thanh from AmanList and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của AmanList, kênh học tiếng Anh hàng đầu về giao tiếp dành cho người đi làm. Ok, vậy thì hôm nay thì Thanh quay trở lại với chuỗi series về học phát âm. Học đánh vần tiếng Anh, đúng không ạ? Trước khi mà đi vào bài học ngày hôm nay thì mọi người đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của AmanList để đón chờ rất nhiều các cái chuỗi video clip về học mà đánh vần tiếng Anh, học phát âm tiếng Anh hay là học từ vựng ngữ pháp trong quá trình mình phục vụ cho mục đích giao tiếp tiếng Anh hiệu quả nhất nhé. Ok, và hôm nay quay trở lại bài hôm nay, đó là quy tắc ngày số 22, rule number 22, từ có chứa IR. Cái quy tắc này khá giống với quy tắc số 21 và quy tắc số 20. Thế nên là nếu mà ai chưa xem video clip quy tắc số 20 và quy tắc số 21 thì mọi người có thể lên kênh YouTube của Ama English để click và tìm xem lại quy tắc số 20 và 21 nhé. Ok, không còn chờ gì nữa, hãy cùng nhau đi học ngay bây giờ nhé. Ok, vẫn như hàng ngày Thanh muốn hỏi mọi người how to pronounce these words. Mọi người thường phát âm những cái từ này như thế nào? Chú ý cho Thanh về cái chữ IR nhá. Chữ IR, ok. Vậy thì mọi người hãy thử nghe cùng với Thanh nào. Đầu tiên từ con chim đúng không? Con chim mình sẽ phát âm gì nhỉ? Yes, bird. Bird. D-d-d. Bird. Mọi người lưu ý nhá, không được phát âm là bird, đúng không? Nó là bird. Bird. Yes, next one. Cái từ bẩn đúng không? Bẩn. Ok, mình có từ. Yes, dirty. 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 Good job. And the last one. A dear t-shirt. A dear shirt. Cái áo phông đúng không? Mình có từ là shirt. 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 Ok, vậy thì điều đặc biệt quy tắc ngày hôm nay đó là quy tắc liên quan đến IR. Và Thanh nhắc lại một xíu, mình đã học với quy tắc với UR, với ER, và hôm nay đó là thứ ba, đó là với IR, tức là các nguyên âm ghép với nhau ấy, IR. Rồi, để xem cái quy tắc ngày hôm nay là gì nhá. Quy tắc số 22 là rất giống với quy tắc số 20 và quy tắc số 21, đó là nếu mà trong từ có một âm tiết mà các bạn thấy xuất hiện chữ IR cộng với một phụ âm hoặc là IR đứng ở cuối từ thì IR chúng ta sẽ đọc thành âm yes, được không ạ? Rồi, nhắc lại này, IR trong từ có một âm tiết, IR cộng một phụ âm và IR đứng ở cuối từ thì IR sẽ được đọc thành âm alright. Cách phát âm cái âm này như thế nào thì trong hai bài trước Thanh cũng đã nói rất kỹ rồi. Đầu tiên là miệng hơi mở và hai hàm răng tách ra. Đó, được chưa ạ? Thứ hai đó là cái cuống lưỡi. Cái cuống lưỡi của mình nhé. Thì mình sẽ mình sẽ kéo về phía trong khi mà mình phát âm ra. Cái cuống lưỡi mình sẽ kéo về phía trong khi mà mình phát âm ra. Cái cuống lưỡi tức là cái phần này á, đúng không? Mình sẽ kéo lên trên chạm vào cái phần ngạc mềm ở phía trên. Đó. Đó. Miệng há hơi mở thôi ạ. Và răng hai răng tách ra. Để cho cái lưỡi của mình là kéo vào phía trong. Great. Okay. Rồi, rất là dễ thôi. Và hôm nay đi đến luôn cái phần luyện đọc. Rồi, mọi người cùng đọc theo Thanh nhá. Cố gắng là đọc đi đọc lại cho Thanh rất là nhiều lần để chúng ta thay đổi cái khẩu hình miệng và chúng ta sẽ quen với cách phát âm mà chúng ta chưa biết. Bây giờ chúng ta sẽ phải biết thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh làm sao thì chúng ta phát âm chuẩn nhất, được chưa? Bởi vì cái gốc rễ của giao tiếp đó chính là cái phần phiên âm, đó là cái phần phát âm. Nếu mà mình phát âm không chuẩn thì kể cả cái từ đấy mình biết nghĩa hoặc là người ta nói cái từ đấy mình cũng không thể nào biết được và dẫn đến là cái hiệu quả trong quá trình giao tiếp mình không đạt được, đúng không ạ? Rồi, trong cái từ xuất hiện có chữ IR cộng phụ âm hoặc IR đứng cuối từ thì IR sẽ đọc là âm R và cái từ này mình sẽ đọc là chirp, không đọc là chip nha. Chirp, 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 yes, chirp, chirp, chirp. Next one, IR ở đây, đúng chưa? IR đọc là R. Và mọi người nhớ cho Thanh cái QR, chữ QR thì mình sẽ được luôn luôn được phiên âm thành chữ K, chữ K và chữ W, đúng không ạ? QR, 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 yes. Vậy cái từ này mình sẽ đọc là QWERT, đúng không? Squat, 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 squat. Được chưa? Mình sẽ không đọc squid nhé. Nếu mà ai nhìn mặt chữ thì sẽ đọc squid. Nên em sẽ đọc squat, squat, squat,
Squirt. Yes. Tiếp theo, ir đọc là ơ này. Dirt. Dirt. Yes. Tiếp theo, ir mình đọc là ơ này. Wool. 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 Great. Next one. Ir đọc là ơ luôn. Và mình sẽ đọc cái từ này là thirst. Thirst. Cho lưỡi ra nhá. À, cái phát âm, cái âm thờ này là gì ạ? Cho lưỡi ra, cắn, để lưỡi giữa hai hàm răng. Đó, hít một luồng hơi vào để ra. Mình hít đây này. Đó. Ok, vậy thì mình sẽ đọc là thirst, thirst, thirst. Đây là một trong những cái từ khó mà người Việt khó phát âm. Thế nên mọi người sẽ phải luyện tập rất rất nhiều lần để quen với khẩu hình như vậy. Thirst, thirst, thirst. Next one. Fur, fur, fur. Next one. Birch, birch, birch. Okay, the last one. À, Q-U mình sẽ phát âm là quirt đây đúng không? Quirt, quirt. Sorry, quirk, 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 quirk. Ok, rồi. Đó là cái phần luyện tập đầu tiên. Chúng ta sẽ đi ngay sang cái phần luyện tập thứ hai. Lưu ý nhá, mọi người cố gắng lưu ý cho Thanh là đọc đi đọc lại cùng với Thanh. Và sau khi đó mình sẽ có phần homework, bài tập về nhà, để chúng ta có thể luyện tập đọc cái phiên âm. Khi mà mình đã luyện đúng rồi, chúng ta biết quy tắc rồi, thì chúng ta những cái từ nào chúng ta cũng có thể nói được hết và nói chuẩn. Và thứ hai là chúng ta biết được cái người đối diện mình nói đúng hay nói sai, để điều chỉnh ra cho phù hợp đúng không ạ? Rồi, rồi chúng ta sẽ đọc cùng với Thanh nhá. À, ir đúng cuối từ này. Were, were, were. Next one. Smirk, smirk, smirk. Next one. Flirt, flirt, flirt. Next one. Skirt, skirt, skirt. Next one. Third, third, third. Third, third. Girl. À, nhiều người đọc là girl, girl, không phải nhá. Chữ L này. Girl, girl. Go, yes. Firm, firm, firm. Rồi. Shirt, shirt, shirt. À, cái chữ âm SH Thanh nhắc rồi. Chữ SH luôn luôn được phiên âm là chữ sh dài nhá. Đó, mình sẽ đọc là shirt, shirt. Alright, ok, rồi, rất dễ đúng không ạ? Rồi, Thanh như thường ngày Thanh sẽ dành cho mọi người cái phần homework đã là ba dòng này để mọi người có thể luyện đọc cái phiên âm và chỉnh cái khẩu hình miệng của mình sao cho nó chính xác và nó hay nhất có thể. Bởi vì tiếng Anh thì Thanh dành tặng cho mọi người một câu đó là practice make perfect. Mọi người cứ luyện tập thì nó sẽ tạo nên sự hoàn hảo. Ngôn ngữ nó không phải là bài toán về trí thông minh mà nó cần một cái bài toán về sự kiên trì và sự lặp đi lặp lại hàng ngày. Một ngày các bạn không cần phải học nhiều, nhưng mà các bạn sẽ phải nên học ít nhất khoảng 15 đến 30 phút để chúng ta review, chúng ta ôn tập. Và không nhất thiết là chúng ta phải ngồi vào bàn học là chúng ta học. Chúng ta có thể học ở mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần cầm điện thoại lên, xem video clip của Thanh chỉ khoảng 5 phút mỗi ngày thôi là chúng ta đã là đang học rồi. Với thứ hai là nói chung là mình phải tự tạo môi trường cho chính bản thân mình thôi, chứ không có ai là có thể nói là tôi phải ngồi vào bàn học 30 phút mỗi ngày. Cái đấy thì Thanh không khuyến khích, bởi vì học ngôn ngữ nó phải để vào một cách tự nhiên, chứ chúng ta sẽ không gọi là sao tôi sẽ dồn ép rồi bắt mình phải học như thế này nọ. Thanh không khuyến khích như vậy. Chúng ta sẽ học theo hình thức là cắt nhỏ kiến thức và luyện tập đi luyện tập lại nhiều lần. Như vậy thì mình như kiểu là vừa học vừa chơi ấy, chứ không phải là mình sẽ phải dồn để học liên tục và học thuộc lòng. Được chưa? Rồi, ok, that's it for today. Kết thúc cái bài học ngày hôm nay thì Thanh hy vọng là video clip này sẽ hữu ích dành cho tất cả mọi người. Và mọi người đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ rất nhiều các bài học và các chuỗi series học tiếng Anh giao tiếp dành cho người đi làm, đặc biệt tại kênh Ama English nhé. Và sắp tới, sau khi mà kết thúc chuỗi series về học học dạy về học đánh vần tiếng Anh này, thì Thanh sẽ làm một chuỗi series về học các chủ điểm học từ vựng tiếng Anh theo hình thức một cái phương pháp mà Thanh nghĩ là mọi người sẽ có thể học xong và nhớ được luôn từ vựng luôn và áp dụng được luôn. Nhiều bạn bảo là học trước quên sau nên không học, nhưng mà Thanh dành lời khuyên cho mọi người đó là cái phần mà mình học chủ điểm từ vựng đó là mình đang input, tức là mình đang nhập từ vựng vào trong cái trong nhập
từ vựng đầu vào cho bản thân mình. Chúng ta không thể nhớ được luôn và chúng ta không thể áp dụng được luôn ngay cái từ vựng đó. Thế nhưng mà một cái từ vựng các bạn phải hình dung là chúng ta phải gặp lại nó ít nhất là 5 lần. May ra thì chúng ta mới có thể áp dụng và sử dụng được nó luôn. Tùy vào tần suất mọi người có sử dụng cái từ vựng đó hay không. Thế nên là cái vấn đề mà mình xem trên YouTube, mình học từ vựng theo chủ đề ấy, thì đó là chính là cái hình thức mà Thanh đang input đầu vào từ vựng cho mọi người. Tức là Thanh đang đẩy cái đầu vựng, đẩy cái từ vựng vào trong đầu cho mọi người. Mọi người cứ xem mỗi cái video clip rất là ngắn ngắn thôi để chúng ta có thể nạp dần và làm follow theo đúng những cái hướng dẫn mà Thanh đã hướng dẫn mọi người trong cách học từ vựng, để mọi người có thể để có thể áp dụng triệt để và tận dụng cái thời gian để chúng ta có thể học hàng ngày với nhau. Ok, that's it. Trước khi kết thúc video thì đừng quên cho Thanh một like, share và subscribe kênh YouTube của Amang English nhé. Rồi, bye bye, see you.